Khung cảnh lạnh lẽo, hiu quạng nhà Phi Nhung tại Mỹ, khiến khán giả không khỏi xót xa. Sau khi cho cốt của Phi Nhung hồi hương an toàn tại Mỹ, con gái ruột quen đi cùng gia đình đã tổ chức tang lễ để tiễn đưa cố ca sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đặc biệt, toàn bộ số tiền phúng điếu sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung, Wendy Phạm để hoàn thành tâm nguyện còn gian dở của giọng ca bông điên điển. Mới đây, một người thân thiết với gia đình phi nhung đã bất ngờ chia sẻ lại những hình ảnh bên trong ngôi nhà của cố ca sĩ tại mỹ được biết đây cũng là nơi chất chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của phi nhung và con gái khung cảnh hiu quạng hoang vắng bên trong căn nhà đã khiến nhiều người không khỏi xót xa đau đớn có thể thấy ngôi nhà được bày trí đơn giản gần gũi với thiên nhiên như chính tính cách của phi nhung lúc sinh thời mặc dù ít có thời gian về mỹ nhưng phi nhung vẫn thuê người chăm sóc cho khu vườn xung xuê xanh tốt khu gara cũng trông gọn gàng ngăn nắp dùng để cất giữ hai chiếc xe mà phi nhung và con gái thường xuyên sử dụng thấu hiểu được mong mỏi và khát khao của mẹ wendy đã chọn nơi đẹp nhất trong nhà để mẹ yên nghỉ theo đó tro cốt của cố ca sĩ phi nhung sẽ được con gái đặt tại phòng thờ trong căn nhà này kể từ khi phi nhung đi mây về gió khán giả và người hâm mộ không ngừng thắc mắc đồn đoán về danh tính của cha ruột wendy cách đây không lâu trên mạng xã hội còn bất ngờ lan truyền một số hình ảnh chồng cũ của phi nhung cha ruột wendy cụ thể trong bức hình phi nhung và chồng cũ đã cùng xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp của con gái tại mỹ theo một số nguồn tin chồng cũ của nữ ca sĩ tên thật là pt hiện đang sinh sống và làm việc tại mỹ tuy nhiên phía phi nhung chưa từng một lần công khai hay chia sẻ bất kỳ điều gì về người đàn ông này Chính vì thế, danh tính thật sự về cha ruột của Wendy vẫn chỉ là lời đồn đoán của cộng đồng mạng. Trước đó, sáng ngày 15 tháng 10, sau khi lo chu toàn hậu sự cho Phi Nhung, con gái ruột và quản lý của cố ca sĩ đã cùng ngồi lại để phân chia tài sản. Chúng tôi đang chia tài sản. Xin đừng phiền đến chúng tôi, quản lý của nữ ca sĩ chia sẻ. Tất cả những hình ảnh, khoảnh khắc quý giá của Phi Nhung bao năm qua đều được con gái sắp xếp và cất giữ ngăn nắp. Hiện tại, sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn để lại nỗi đau đớn không nguôi trong lòng người ở lại.